Hello các bạn, mình mới làm vlog cho mày cũng quay cho các bạn coi. Đây là cái chỗ ngầm cá gì nè. Đây nè, ruộng nè. Cánh đồng nè, rồi đây là cống nè, người ta bơm nước vô, bơm xình vô nè. Ừ, có cái lộn hay gì nè các bạn ơi. Ừ, cái lộn các bạn ơi. Ốc bù tay hết, có kìa kìa. Nè, mày con vàng đây, màu đen. Ừ, có chiếc xe, cái chiếc xe này là chiếc xe lâu hay gì nè. Sao mày cãi tao hoài vậy? Hồi xưa là chiếc xe lâu. Dạ. Rồi làm gì vậy? Thì quay thấy xe chú đẹp không quay? Chiếc xe của tao vậy mà đẹp hả? Mày nhìn coi từ trước tới sau có gì đẹp không? Chiếc xe chú không đẹp con mới quay. Mày nói ngộ quá, nghĩ sao chiếc xe không đẹp mà mày quay nãy giờ? Dạ, dạ. Chiếc xe gì đẹp vậy? Dạ vậy mốt con không quay nữa. Rồi chiếc xe này đẹp không đẹp thì cũng không được quay nữa nha. Dạ. Mốt chết à. Đây các bạn ơi, mình không có chiếc xe mình quay đỡ không nổi. Cái thằng kia không lên xe mà làm gì vậy? Rồi cái thằng kia làm gì mà quay được? Dạ tính không cho quay chiếc xe, quay với anh này. Thằng đó đẹp hay là không đẹp nữa mà quay? Dạ. Thôi xin xui quá các bạn ơi, hôm nay không quay được gì hết.